ngay sau khi được quán triệt nội dung chỉ thị 34 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng. Đảng ủy, Ban Quản lý rừng phòng hộ Seribok đã bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Đồng, tập trung triển khai học tập sâu rộng trong cán bộ đảng viên. Trên cơ sở đó, các phòng trạm quản lý bảo vệ rừng căn cứ nội dung 3 điều cần làm, 4 điều cần tránh, tổ chức để cán bộ đảng viên đăng ký thực hiện bằng những việc làm sản phẩm đầu ra cụ thể. Nội dung đăng ký cam kết phải làm rõ trách nhiệm, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ kiểm tra, dễ đánh giá. Tùy theo từng vị trí nhiệm vụ được giao, các thành viên ở trạm quản lý bảo vệ rừng xã Romen, Ban quản lý rừng Seribok, huyện Nam Rông đã đăng ký thực hiện với phương châm tất cả thượng tôn pháp luật, làm đúng và tránh làm sai. Trong đó, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, chủ động trong công tác tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng, nhằm phát hiện các vụ việc vi phạm, không để điểm nóng về phá rừng phát sinh trên địa bàn. Qua 2 tháng thực hiện chỉ thị 34 thì cho cam kết thì cán bộ đảng viên và người lao động nâng cao được cái trách nhiệm và năng lực chuyên môn và trách nhiệm của mình với đối với cái thực hiện nhiệm vụ mình được giao. Và đối với những người đứng đầu thì giám sát và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đúng với chuyên môn của mình được giao. Trong thời gian tới thì gắn với công tác quản lý bảo vệ rừng thì tăng cường công tác kiểm tra giám sát và tuần tra kiểm tra rừng, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những vụ vi phạm xảy ra. Để quản lý bảo vệ rừng có hiệu quả, nhất là từ khi có chỉ thị 34, Ban Quản lý rừng phòng hộ Seribok huyện Nam Rông đã chỉ đạo các trạm bảo vệ rừng trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với ban lâm nghiệp các xã, xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công cho từng thành viên cùng các hộ nhận khoán thường xuyên tăng cường công tác tuần tra kiểm tra rừng, phát hiện ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại đến rừng và lấn chiếm đất lâm nghiệp. Với phương châm phát hiện sớm và ngăn chặn vi phạm ngay từ đầu, các thành viên ban lâm nghiệp xã Romen, huyện Nam Rông thường xuyên thăm nắm tình hình, bám sát địa bàn, kiểm tra đôn đốc các tổ hộ nhận khoán để thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng. Ngoài những cái nội dung liên quan đến chỉ thị thì bản thân là người đứng đầu thì cũng đã cam kết để tổ chức thực hiện tốt những cái nhiệm vụ được phân công, xây dựng lịch cụ thể, đi kiểm tra tuần tra bảo vệ rừng theo tuần. Trên cơ sở lịch thì sẽ phân công cụ thể các thành viên trong ban lâm nghiệp phối hợp với trạm quản lý bảo vệ rừng để tổ chức tuần tra cùng với các tổ giao khoán bảo vệ rừng. Được giao phụ trách điều hành địa bàn các xã Liên Sa Ron và xã Đạ Rờ San, gồm các trạm quản lý bảo vệ rừng Liên Sa Ron, Đạ Lâu, Đạ Liên, Đạ Rờ San và Đạ Măng. Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó trưởng ban quản lý rừng phòng hộ Seribok huyện Nam Trông đã đăng ký cam kết bằng những việc làm cụ thể. Phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương, đổi mới tư duy sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để cho cán bộ đảng viên, viên chức trong đơn vị noi theo. Bám sát cơ sở, kiên quyết không để xảy ra các vụ việc nổi cộm vi phạm luật lâm nghiệp trên địa bàn. Tôi thì cũng đăng ký thì cũng có những cái nội dung như là gương mẫu đi đầu trong thực hiện tất cả các cái nội dung chỉ thị 34 này, rồi chỉ đạo quyết liệt trong công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn này, là phấn đấu là không để xảy ra điểm nóng này, rồi mỗi tháng rồi bám sát địa bàn, rồi mỗi tháng đi cơ sở này ít nhất là 6 lần này một tháng này, rồi làm sao mà chỉ đạo rồi thực hiện giải tỏa dứt điểm những cái vị trí mà lấn chiếm, tái lấn chiếm này. Với chỉ thị 34 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng như một làn gió mới, tạo khí thế thi đua, động lực và tinh thần làm việc nhiệt huyết đối với những người giữ rừng ở Ban Quản lý rừng phòng hộ Seribok huyện Lâm Đồng. Qua đó, để khắc phục khó khăn, tạo sự đồng thuận cùng nhau bảo vệ rừng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.